cảm ơn anh. Em cảm ơn anh ạ. Rồi sao? Em thấy cái chuyến du lịch này anh tặng cho em sao? Thì gửi cho em sao? Dạ. Ở đây đẹp quá anh. Anh chọn là phải đẹp chứ. Dạ. Anh mới xứng với em đấy, đúng không? Dạ, em cảm ơn anh. Mà đi chuyến du lịch này á, nếu mà em là chiều anh phải không, tất cả cái gì trong tay anh đang có sẽ thuộc về em thôi. Dạ em đâu có dám đâu, em sao em dám trèo cao được. Anh là người làm ăn lớn còn em bình thường, sao em dám trèo cao được đâu. Có gì đâu, đã nó ý anh thích là được hết à. Dạ chiều anh là tất cả cái gì mà anh có hiện tại anh sẽ cho em hết, không thiếu món gì hết. Dạ. Nếu em cần là sẽ có đáp ứng đủ cho em đó. Dạ em cảm ơn anh. Rồi sao anh thấy sao? Dạ em cảm ơn anh nhiều. Dạ chúng mình vô phòng nha. Dạ. Vô em. Anh ơi mình không có muốn phòng riêng được hả anh? Thôi phòng mày đi có sao đâu. Anh ơi, ở chung thì em ngại quá. Rồi có gì đâu mà ngại, chiều anh đi mà. Nhưng mà hồi đó giờ em không có vậy, em lần đầu tiên của em. Dạ. Cứ chiều anh đi, anh sẽ cho em tất cả. Làm tóc em dài đẹp quá ha. Dạ. Thôi với em đi rửa mặt đi. Đây em ngại thì có gì đâu mà ngại. Không mấy anh thuê cho em cái phòng khác đi, em ở phòng khác được không? Trời ơi, thuê thì cái phòng khác nói chung nó mới vui phải không? Anh cũng có nhiều chuyện nói với em. Không em sợ, em sợ lắm, thì cái này là em với anh mới quen biết nhau em sợ lắm luôn. Có gì đâu mà sợ. Dạ. Chiều anh đi, anh cho em tất cả mà. Rồi. Thôi em đi rửa mặt đi. Dạ em xin phép. Này im lặng. Gọi cho em ơi. Dạ chờ em xíu ạ. Ờ em đâu rồi, lâu vậy? Cắt. Dạ em xong rồi anh. Cái tóc em mượt lắm nha. Khách dạ. Nè, đẹp. Em cảm ơn anh ạ. Biết bao nhiêu người không có ai có mái tóc đẹp như em hết trơn nha. Nó thân hình đẹp nè. Anh nói quá chứ, ở ngoài kia biết bao nhiêu người người ta đẹp hơn em. Mà sao anh không chọn, anh đi chọn em đó chứ. Em thấy không, cái này là diễm phúc của em á. Phải đâu. Thấy em thon thả nè, đẹp nè, dễ thương nè. Nếu mà em mà làm vợ anh cái là anh sẽ chiều em hết trơn. Thôi đi, đàn ông á, các anh á, ai cũng hứa hết trơn á. Mấy chị của em á, ai cũng hứa cũng ngọt ngào như vậy, nhưng mà tới khi mà người ta có được rồi hoặc là người ta gặp được rồi cái người ta bỏ em sợ em rơi vào hoàn cảnh đó lắm. Trời ơi có đâu, nghe ta nói cũng tùy theo chứ em sao mà không nói gì được. Anh là chung tình lắm á, nghe em đâu có biết được đâu. Bây giờ mà em lỡ thương anh rồi thì em chịu vậy thôi, chứ em đâu có mong mà được anh chăm lo chu đáo gì như anh nói đâu. Chiều anh đi làm vợ anh đi nữa, anh sẽ cho em hết tất cả cái gì anh có nha. Giờ anh nói vậy nhưng mà đời con gái của em bữa nay là trao cho anh, em không biết là sao lần này anh có còn muốn gặp em đúng không? Sao mà không gặp được.
Không có em là anh nhớ nhung anh sẽ bệnh chết luôn đó em. Ôi anh đừng nói vậy, em cũng đau lòng lắm. Mái tóc quá trời đẹp mịn mà luôn ruột luôn. Dạ. Bao nhiêu người sao mà so sánh bằng em được không? Cảm ơn anh. Trời ơi, em đừng có lo. Về bên anh đi, anh sẽ lo em hết tất cả cuộc đời này mà. Dạ. Ô quỷ, quỷ. Hả? Anh vậy? Quỷ. Anh đợi em, anh ơi. Anh ơi, đợi em. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Anh hứa chăm lo cho em mà. Anh quỷ. Trời ơi, em sống rồi nè, đi vô. Vô, trời ơi. Anh nói, anh chăm lo cho em, anh lấy em cho anh chạy gì. Chơi gì không được nha. Anh bảo đi. Đi vô. Tha cái gì em này đấy chứ. Quỷ hiển hồn, trời ơi, 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 trời